Nguyệt Hồ có tiếng dâng văn chú Bà Đề Nhị. Nguyệt Hồ thủ đền tiên chúa ngự đồng anh linh. Chúa Nguyệt nơi lao cứ lên phố kép mài vào y y y. Canh vắng thuần bột mua cầu lộc cầu bình an ngọc lan đi xanh đi tốt muôn màu ý an. Chiếc gậy son chuông dựng viêm so làng trời cùng nghỉ với quả câu sắp sơn màu xanh la tiên chúa anh linh lừng lẫy trên ngàn tam tòa chùa voi sơn trang ái tây ý a sinh ra tuổi thơ nhưng đã hiền hòa thật niềm tâm Nguyệt Hồ rất linh nghe.
xem bói cầu tài. 100 khỏe bói không miếu sai khỏe nào. Sát quỷ trừ tà đạo điên chú bà quét sạch mì bậc mì thà chúa thương chú ba đoài lòng mi thương rồi ai căn xốp dở dang anh mi tâm thấp một tuần ni hương kêu cầu vẫn là có qua tới kêu cửa chúa chúa y bà đội cho văn mi chúa nguyệt ni mấy lời chúa thương ni vì đồng làm lễ dâng nhang lễ Phật cô bái mươi phương độ trì hay dâng nhang miệng liệm từ bi bài sai đối triệu lục cung đăng ngân đăng ai vốn dòng sơn sang tinh rinh tàng tình bằng sức bằng giang bằng tre bằng nứa cơm làm xa ngàn quang sáng to lưng đồi chiều quang sáng to lưng đồi một bờ xô giặc y tố tươi rượm già lên ngàn đi lên mi ngàn lắm quả nhiều hoa chú bà đốt đi đuốc đi vào ra sớm chiều y a y a chiếu lưng đeo lồm mấy lặng chiếu lưng đeo ngót điên hai xào qua đèo sư mai xào quay ngót dao quay tuy móc ở bên người y y a y y a à.
làm sao được tiền tỏa xa. Soi đường đời, soi đường đời, chú đẹp làm sao. Chú bà về dương lễ cho đệ tử Thanh Đồng, đó cho đệ tử phúc lâu giàu bền. Đệ tử con không nghi dám đơn sai, quyền làm tối tiên thánh cho tới khi trọn đời. Dáng dáng người tiên nữ đang đi về, đang đi về bạn đến đây. Dáng dáng người tiên nữ đang đi về, đang đi về thì ba đến đây. Trên non cao đường quanh có núi non trầm trùng, chim kêu bướm non nghe khúc nhạc âm mi vang. Đi lên ngàn, đi xuống núi, ơi rừng ơi, núi rừng ơi. Suối rau dây trong xanh, suối rau dây trong xanh, thì đặt ca hát em bé vòn. Suối đập vô cùng đẹp như trăm ngàn hoa lá. Vâng rồi xong đến hát khúc ca mùa xuân. Vâng rồi xong đến hát khúc ca mùa xuân. Lộc tài chưa mới ban ra, tôn vương ngồi họp thì đã tháng ngày. Ban cho tiền tốt đủ dày, học lộc cho nhiều hơn năm ngoái mà năm xưa. Thành Đồng này tôn khuya sớm phụng thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Bách điều sớm chiều ca vang, tay khơi bề bạc rừng vàng, đem cho trăm họ giàu sang đời đời. Xưa đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Rượu tâm dâng chúa ba vò, cơm làm thịt thính ý, khế chua măng vầu sầu têm, cánh phượng hoa hồng ý, à. Đôi bên dài vào, chú bà người cao dầu dầu nét mặt nền trước gậy son lên. Chúa rực phía sau ý, cùng với quả cầu.
đại thiết giáp sơn màu xanh lam. Tin Chúa anh linh lừng lẫy trên ngàn tám tòa xua bói sơn sang ngài thầy. Rất nhớ ơn đi lập đến phố quý sư, nhớ tiếng xưa truyền cũ nhà lễ có người con đi gái si ra tuổi thơ nhưng đã hiền hòa thật tâm mi.